Theo báo cáo, hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 9 đã tăng trưởng trở lại, thị trường hàng hóa và đời sống của người dân dần ổn định. Các điểm tham quan du lịch trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố đã mở cửa trở lại. Các hoạt động kích cầu tiêu dùng, du lịch đang được triển khai quyết liệt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2020 tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ. Có thể thấy rằng là cái sự khó khăn của các doanh nghiệp sau 9 tháng thì vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên thì cũng đỡ hơn rất nhiều so với hồi đầu năm. Kết quả cũng thể hiện rõ ở chỗ mức tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta trong 9 tháng vừa qua. Cái này trong báo cáo cũng đã nêu. Và chúng ta thấy rằng là cái tình hình của doanh nghiệp là có đỡ hơn nhưng vẫn còn khó khăn. Thì khó khăn ở đâu? Trong các cái báo cáo điều tra của Tổng cục Thống kê và phân tích của Bộ Kế hoạch thì cho thấy một số lĩnh vực vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất hàng xuất khẩu và các doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ lữ hành du lịch. Đây là hai cái lĩnh vực mà bị tác động hết sức trực tiếp đối với do cái dịch COVID-19. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng đối với lĩnh vực du lịch thì Thủ tướng cũng đã chỉ đạo 3 tháng cuối năm để làm sao đưa cái ngành du lịch hoạt động trở lại ở góc độ là tập trung thị trường trong nước và bảo đảm làm sao thật sự an toàn. Cùng với các chính sách được ban hành, Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép mở lại một số đường bay quốc tế để đón các chuyên gia tới Việt Nam trong bối cảnh có nhiều nhà đầu tư muốn đến Việt Nam, nhờ đó đã tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển. Theo cái chỉ đạo chung thì chúng ta mở cửa và bay thì phải có trên cơ sở là kiểm soát dịch. Kiểm soát dịch không phải riêng của ta mà kiểm soát dịch của cả các cái nước mà hãng hàng không có thể giao lưu giữa hai cái đầu mối đó. Thì do đó là phải có cái việc thống nhất chung của cả quốc gia và thông qua cả kênh Bộ Ngoại giao. Chúng tôi cũng phối hợp rất chặt chẽ với các bộ ngành, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế v.v. để mà thực hiện cái phần này. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, việc mở các đường bay sẽ theo lộ trình và theo thứ tự ưu tiên. Các nước được ưu tiên là các địa bàn kiểm soát dịch tốt. Cụ thể ở đây là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Lào, Campuchia để có thể trao đổi các chuyến bay trên cơ sở kiểm soát dịch tốt. Hiện tại, với các địa bàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Bộ Giao thông Vận tải có đưa phương án 1 đến 2 chuyến bay một tuần, có sự thống nhất giữa các bộ ngành đối với quy định về các đối tượng được bay, cách kiểm dịch cũng như cách ly giao về các địa phương.